Xin chào các bạn, tôi tên là Đức Nam. Hôm nay tôi đứng đây để giới thiệu với các bạn về nơi tôi đang làm việc, nơi được coi là mái nhà thứ hai của tôi, nằm trên con đường Bạch Đằng của thành phố Hà Nội, cạnh ngay cảng Hà Nội và nhìn ra dòng sông Hồng đỏ quạnh phù sa. Cơ quan tôi được thành lập cách đây 21 năm. Khi đó, điều kiện cơ sở vật chất còn rất thô sơ và nguồn nhân lực vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên, cùng với chừng đó thời gian không ngừng lớn mạnh và phát triển, cơ quan tôi đã trở thành lá cờ đầu trong hình thái thế mạnh của giao thông Việt Nam. Năm 2007, cơ quan của tôi đã được tặng bằng khen của chính phủ. Năm 2011, được tặng huân chương của nhà nước, 4 cờ thi đua và 4 bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải, 8 giấy khen của Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam. Ngoài ra, trong những năm sau nữa, chúng tôi đã đạt được rất nhiều bằng khen cùng những thành tích vô cùng tốt đẹp. Cơ quan của tôi chính là Cảng vụ Đường thủy Nội địa khu vực 2, cơ quan quản lý chuyên ngành về vận tải thủy tại các cảng bến và trên luồng tuyến khi được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phân công nhiệm vụ nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ môi trường. Cơ quan tôi phạm vi hoạt động là trên 15 tỉnh của miền Bắc và miền Trung. Cơ quan của tôi có địa chỉ tại 922 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể các bạn.